Đầu giờ chiều ngày 3 tháng 4, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, tại km 03+700, đường DT643, thuộc địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong, 5 người nhập viện cấp cứu. Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải chở dưa hấu mang biển kiểm soát 73H00942 do Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1991, trú Hoàng Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, điều khiển lưu thông trên đường DT643 hướng lên cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi đến dốc Súc, thôn Phú Long, xã An Mỹ, xe tải này tự đâm vào vách núi, lật úp xuống sát chân dốc núi. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã có mặt hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 9 người. Trong đó, 3 người mắc kẹt tử vong trong cabin, còn 1 người tử vong trên đường cấp cứu. 5 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị lật vào vách núi bị biến dạng, toàn bộ dưa hấu trên xe dập nát. Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, 5 nạn nhân nhập viện cấp cứu, gồm 1 nữ, 4 nam, hiện đã được phẫu thuật hồi sức cấp cứu. Theo Công an huyện Tuy An, danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm Hoàng Ngọc Anh, lái xe, Nguyễn Văn Lĩnh, sinh năm 1983, Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1976, Thái Thị Việt Kiều, sinh năm 1980, cùng trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Công an huyện Tuy An cho biết, đơn vị đã huy động 18 đồng chí công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tham gia cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra. 13 giờ 30 phút cùng ngày, tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này đang cùng đoàn công tác trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ động viên ban đầu cho các nạn nhân.